Vào cuối tháng 11 hàng năm, thì tỉnh Lopburi của Thái Lan lại tổ chức lễ hội buffet trái cây dành cho khỉ như một cách để thúc đẩy ngành du lịch tại đất nước chùa vàng. Chủ nhật vừa qua, người dân Thái Lan đã tổ chức lễ hội buffet dành riêng cho khỉ tại tỉnh Lopburi nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok. Đây là lễ hội thường niên của tỉnh Lopburi diễn ra vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11. Năm nay ước tính có khoảng 2 tấn trái cây, rau quả, thạch và nước ngọt với tổng giá trị khoảng 400.000 bạc, tương đương 11.000 đô la Mỹ được dùng để chiêu đãi hàng ngàn chú khỉ bên ngoài và bên trong đền Phara Samyot. Những loại trái cây chủ yếu của năm nay là sầu riêng và cherry. Tôi đã chi khoảng 1.900 bạc cho mỗi ký cherry để mua từ Chile về. Những chú khỉ này rất may mắn vì được ăn cherry mua tận bên Chile. Những chú khỉ này không hề sợ người lạ mà thậm chí còn trèo lên người du khách và nhân viên tổ chức lễ hội để tranh giành thức ăn. Lễ hội này được tổ chức lần đầu vào năm 1989 nhằm thúc đẩy ngành du lịch tại tỉnh Lopburi, nơi tọa lạc ngôi đền thờ cổ xưa được xây dựng từ thế kỷ thứ 10. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham dự.